Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một combo của hãng Sony. Và thứ nhất là một cái đầu tép Sony TCK4 và một cái amply Sony TA-F3. Thì đây là hàng đấu giá nội địa nhập về, hình thức là đẹp long lanh luôn nha anh em. Toàn bộ mặt trước máy được thiết kế là phay nhôm màu sáng bóng rất là đẹp. Và máy về trong tình trạng là đẹp hoàn hảo luôn nha anh em. Và máy sẽ có thiết kế rất là bắt mắt. Sẽ gồm hai đèn vu ở cái đầu tép và kể cả amply cũng có thiết kế là hai đèn vu. Thì với cái dòng này thì nó đã được về trong tình trạng là đầy đủ phụ kiện, là nó sẽ gồm luôn là hai cái tay nắm ở hai bên, nhìn rất là phong cách nha anh em. Máy về trong tình trạng rất là mới. Và với cái kích thước của cái dòng này nha, chiều ngang của nó là 410 mm, và cả luôn cái hai cái tay nắm hai bên là 480 mm, xài rất là to nha anh em. Và chiều cao nguyên một cái combo luôn là 285 mm. Rồi với cái amply Sony thì nó vẫn sẽ hỗ trợ đầy đủ các chức năng cơ bản như là chế độ loa A, B, đánh A cộng B luôn. Và cái chỉnh bass chép và chức năng low filter, lọc thấp và chức năng low net, ba lăng đầy đủ nha anh em. Và em sẽ test một đoạn tín hiệu từ cái nguồn ngoài vào trước khi là thử cái hoạt động của cái bàn tép Sony nha. Bát chép chỉnh rất là phê. Nhưng em sẽ thấy là với cái đèn vu thì khi mà giảm ánh đèn xuống thì nhìn rất là phong cách nha. Rồi như vậy là em đã test cái ngõ vào từ bên ngoài nha. Rồi tiếp theo em sẽ thử luôn cái hoạt động của cái tép luôn cho anh em nha. Rồi, em đã chuẩn bị băng sẵn trong đó nha. Rồi chuyển xuống tép 1 nha anh em. Ok nha anh em, đầu từ đọc còn khá là sáng tiếng nha. Rồi em sẽ thử qua một đoạn âm thanh nha. Không một vết chày luôn nha anh em. Nó đã trải qua rất là nhiều năm rồi nhưng hình thức như thế này rất là hiếm như này, đặc biệt là nó sẽ có luôn cái phụ kiện là hai cái tay nắm, nhìn rất là phong cách, rất là hiếm những cái dòng Sony TA-F3 về sẽ còn luôn cả cái tay nắm. Và đặc biệt là về combo cái bộ Sony này thì đây là một cái bộ combo rất là đáng sở hữu và sưu tầm như thế này nha anh em. Về cái kết nối phía sau nha, đây em đang kết nối ngõ tín hiệu out ra rồi xuống cái ngõ tép 1 nha. Và cái tuner
từ ngõ vào từ bên ngoài. Đây là ngõ lọ cầu A. Và với cái dòng này thì nó sẽ có cái công suất tiêu thụ điện là 120W. Và những cái dòng này thì đương nhiên là sản xuất tại Nhật luôn nha, Made in Japan. Rồi, máy đẹp long lanh luôn nha anh em. Những cái dòng này thì cái giá trị sưu tầm khá là hay, rất là trưng bày rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo em sẽ soi ruột gan bên trong con đi Sony cho anh em luôn. Và đây là nội thất bên trong con đi Sony nha anh em. Anh em sẽ thấy là trải qua rất là nhiều năm nhưng cái nội thất bên trong nó còn bảy màu luôn, đẹp long lanh luôn nha anh em. Kể cả khung sườn máy phía dưới nha. Thì với cái dòng này nó sẽ sử dụng là hai trụ 10.000 mAh nha, trụ xà băng và hai cái STK nhôm. Nội thất rất là sáng và sạch sẽ luôn, và kể cả cái nắp đáy của máy nha anh em, rất là hiếm hoi những cái dòng như thế này, đã trải qua rất là nhiều năm rồi nhưng nội thất là còn đẹp long lanh luôn, khung sườn máy còn bảy màu luôn. Những dòng như thế này thì rất là hiếm có nha. Đây là hai cái đèn vu bên trong nha. Những cái dòng như thế này thì sẽ có giá trị là sưu tầm rất là cao nha anh em. Bảy màu long lanh luôn. Thì nguyên một cái combo bao gồm là tép và cái amply thì em sẽ bán với giá là 3.400.000 đồng, thì giá chưa gục bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì xin cảm ơn anh em đã bỏ thời gian theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất từ kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào.